Vừa xây xong nhà mới, gia đình anh chăn bò, Soi Tiết đón con trai đầu lòng. Vừa xây xong nhà mới không lâu, anh chăn bò Soi Tiết vừa khoe tin vui đón thành viên mới là một cậu con trai đầu lòng vào dịp cuối năm. Soi Tiết là một trong những YouTuber nổi tiếng tại Việt Nam. Anh chàng chăn bò đã vượt qua nghịch cảnh của bản thân, cố gắng làm việc để thay đổi cuộc sống và nhận được rất nhiều sự mến mộ, yêu thương của mọi người. Cách đây không lâu, trên trang cá nhân, Soi Tiết đã chính thức khoe với đông đảo mọi người về tin vui của gia đình. Theo đó, cô vợ bông lan của Soi Tiết đã hạ sinh thiên thần nhỏ đầu lòng vào đúng dịp lễ Giáng sinh vừa rồi. Ngày 24 tháng 12 năm 2022, được biết, con trai đầu lòng của Soi Tiết có tên thân mật ở nhà là Cà Chua. Hạnh phúc vì lần đầu tiên được là bố, Soi Tiết đã bày tỏ niềm xúc động trên trang cá nhân, cảm ơn vợ đã luôn bên anh, cho đến khi ta có thêm thành viên mới rồi nè. Ráng uống sữa, mau ăn chóng lớn nha con, hạnh phúc khi được làm cha, cảm ơn tất cả. Tin vui của Soi Tiết đã nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng đến từ cộng đồng mạng. Chúc mừng gia đình mình nha, chúc cho bé hay ăn chóng lớn và luôn ngoan ngoãn nhé. Cô chúc mừng con và bé bông lan đã được lên chức nha. Tin vui cho cả gia đình mình nè, chúc mừng gia đình hai cháu đón thêm thành viên mới nha. Mừng cho vợ chồng em quá, chúc bông lan khỏe nha, để lo cho bé Cà Chua, sắp tới sẽ còn nhiều thứ phải lo cho con lắm. Cố gắng lên nha, bác chúc mừng gia đình con đã có thêm thành viên mới. Khi nào có thời gian bác sẽ sang thăm gia đình mình nhé. Thật là thương quý các con quá đi thôi. Tuy chưa để rõ mặt bé Cà Chua hoàn toàn, nhưng ở góc hình nghiêng mọi người đều dành nhiều lời khen cho bé. Chắc chắn đây là một đứa trẻ dễ thương vì đã được sinh ra trong tình thương yêu và lo lắng, chăm sóc của cả cha lẫn mẹ. Soi Tiết được mọi người biết đến là YouTuber nổi tiếng với biệt danh là anh chăn bò. Tuy đã trải qua tuổi thơ cực khổ, mồ côi thế nhưng việc quyết định mang lại năng lượng tích cực cho cuộc sống thông qua việc thực hiện các video hài hước, vui nhộn đã mang đến sự thay đổi về cuộc sống cho chàng trai này. Thời gian qua, Soi Tiết liên tục đón các tin vui từ việc mua đất, xây nhà, kết hôn và hiện nay là đón con trai đầu lòng. Soi Tiết thật sự là nhân vật truyền cảm hứng, mang lại niềm vui, sự lạc quan và niềm tin về cuộc sống.